Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang đứng ra ở đây ở ngay trước một cái tòa án của Đức, nơi sẽ đưa ra xét xử những vụ kiện về dân sự. Và tại sao hôm nay tôi phải đứng ở đây? Bởi vì trong thời gian vừa qua đã đăng tải rất nhiều những bản tin, đặc biệt là việc chủ lò mổ thui lợn đã đem những con lợn vào trong căn hộ của mình để giết thịt và pha thịt bán. Sau bản tin này, người chủ lò mổ đã kiện chúng tôi, và chính vì vậy mà chúng tôi đã làm bản tin này để phục vụ các bạn biết được kết quả ra sao. Kính mời các bạn xem bản tin chủ lò mổ thui lợn rừng kiện thời báo.de và kết quả ra sao. Vào hôm 30 tháng 4 năm 2022, tờ thời báo.de đã đăng tải bản tin về vụ mổ lợn thui lợn rừng trong căn hộ thuê tại Berlin và đã nhận được hàng ngàn bình luận và ý kiến khác nhau của bạn đọc trong và ngoài nước. Có người thì ủng hộ việc đưa tin này ra trước công luận để những người khác nhìn và biết. Có những người khác thì phản đối việc đăng tin và mong muốn rằng những thông tin như vậy được giấu nhẹm đi, vì họ nói rằng có thể làm xấu mặt Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là tại Đức. Tuy nhiên, sau khi thông tin mà chúng tôi đăng tải đã gây ra một làn sóng kinh hãi khắp nơi tại nước Đức, không phải chỉ trong cộng đồng người Việt Nam mà cả những người Đức khi họ biết được những thông tin như vậy. Con lợn rừng được thiêu và mổ trong những căn hộ chung cư rất chật hẹp mà họ thuê ở trên khu tầng nhà cao, nơi mà gia đình vẫn sinh hoạt và sinh sống. Trong đó có cả những trẻ em đứng vây quanh những con lợn bị giết mổ, pha thịt đưa vào thùng xốp này. Đó là điều rất ghê rợn, chưa từng xảy ra tại Đức. Liền sau bản tin đó thì ông chủ lò mổ thui lợn đã thuê luật sư để kiện tờ thời báo.de và yêu cầu chúng tôi xóa những bản tin mà chúng tôi đã đăng ở trên các trang mạng xã hội cũng như trang thời báo.de, vì ông ta cho rằng đó là lấy hình ảnh của bản thân ông ta và gia đình ông ta. Thì quả thực đây là một việc hết sức nực cười, mà điều chúng tôi đang tìm hiểu đó chính là ai là người đã thui những con lợn này. Thì thông qua việc ông chủ lò mổ giết thui lợn rừng này kiện chúng tôi, thì đó là bằng chứng sắc đáng nhất cho chính quyền Đức biết rằng đó chính là người chủ của lò mổ bất hợp pháp này. Bên cạnh đó, tờ thời báo.de cũng có văn phòng luật sư riêng chuyên trách để làm tất cả những vụ việc liên quan đến kiện cáo trên toàn cầu, bênh vực truyền thông tự do. Kết cục là ông chủ lò mổ và thiêu lợn rừng đã phải rút lui và không thể kiện cáo được tờ thời báo.de, bởi vì những thông tin chúng tôi đăng tải hoàn toàn là chính xác. Bản thân ông đã ra tự thú trước pháp luật về việc ông ta chính là người đã làm việc đó. Sau thông tin này thì chúng tôi cũng biết được bản thân người chủ lò mổ và thiêu lợn rừng đó là một chủ tịch của hội đoàn ở miền Bắc Việt Nam. Ông ta đã bị chính chủ nhà đuổi ra khỏi khu nhà này vì đã vi phạm nặng nề quy định thuê nhà, gây cháy nổ nếu xảy ra sự việc ở đó, cũng như mất an toàn và vệ sinh thực phẩm. Ông ta cũng còn bị chính quyền Đức phạt một số tiền rất lớn vì đã giết mổ và tiêu thụ lợn rừng trái phép trong căn hộ ở của mình. Thì đây là kết quả của những người cố tình làm trái pháp luật ở Đức, gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Vì với trường hợp hàng chục bình gas, mỗi bình khoảng 5 cân để ở ban công của ông ta mà bốc hỏa thì nó không khác gì một quả bom ga rất lớn nổ ngay ở trung tâm Berlin và có thể giết chết rất nhiều người, và trong đó có những người Việt cũng thuê nhà ở trong khu đó và rất nhiều người Đức khác cũng theo thông tin mà luật sư chia sẻ. Thì tờ thời báo.de không phải gỡ bỏ bất cứ bản tin nào cũng như không phải chỉnh sửa điều gì, vì thông tin đó hoàn toàn là sự thật. Cái nơi mà chúng tôi đang đứng đây, đây chính là tòa án của Berlin, nơi sẽ xét xử những vụ việc dân sự như vậy. Họ đã không phải thụ lý hồ sơ vụ án này với ông chủ lò mổ và thui lợn kiện tờ thời báo.de. Gần đây nhất với bản tin bún mẹt trộn phân vịt mà tờ thời báo.de đã đăng tải, cũng nhiều ý kiến cho rằng nên đăng tải những thông tin như vậy để cộng đồng người Việt Nam tại Đức và châu Âu cũng như ở nước ngoài biết được và không vi phạm nặng nề những quy định về an toàn thực phẩm. Cũng có rất nhiều người phản đối việc chúng tôi đăng tin và muốn giấu nhẹm chuyện này đi.
Một số người khác thì yêu cầu phải đưa ra bằng chứng và chỉ rõ nhà hàng nào, ở đâu. Chúng tôi có đầy đủ những thông tin như vậy và chúng tôi đã phỏng vấn nhân chứng là chị và cháu đã tham gia ăn bún trộn phân vịt hôm đó. Họ cũng phản ánh với người bồi bàn và chụp những hình ảnh phân vịt nhoe nhoét ở nơi bún mẹt. Tuy nhiên, những thông tin chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất ban đầu là cảnh tỉnh những nhà hàng của Việt Nam nên làm ăn hợp vệ sinh, ở Đức thì mới tồn tại và lâu dài. Chúng tôi chưa muốn đưa thông tin chỉ chính xác nhà hàng nào ra bởi vì những thông tin đó khi được công bố thì có thể dẫn đến việc nhà hàng như vậy sẽ bị đóng cửa. Và đằng sau những bản tin như thui lợn rừng trong nhà, bún mẹt trộn phân vịt thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cuộc gọi điện thoại từ những số không xác định và đặc biệt có cả những số tại Đức cũng gọi điện để yêu cầu chúng tôi không tiếp tục đăng tin nữa. Alo, anh vừa gọi cho tôi hả? Rồi, mày xử ý tôi, lên mạng xử ý tôi. Nhưng mà ở đây tự do báo chí mà, làm sao cấm được? Làm sao anh có quyền cấm? Không ai cấm, ta chỉ biết bảo là mày xử ý tôi là được thôi. Ít hay nhiều là việc của người khác, đấy là tự do báo chí mà. Tôi là phóng viên báo chí Đức, làm sao anh có quyền cấm? Đây là việc vi phạm trắng trợn tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Đức, nơi mà hiến pháp đã quy định và bênh vực bảo vệ điều này. Chúng tôi vẫn tiếp tục đăng tin trung thực nhất để gửi tới các bạn, đưa tất cả những thông tin đe dọa đó ra cảnh sát Đức để họ có thể điều tra và khi đầy đủ chứng cứ có thể truy tố trước pháp luật bất cứ ai nếu họ ngăn cản quyền tự do báo chí của Thời báo .de tại Đức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin chủ lò mổ thui lợn rừng tại Đức kiện tờ Thời báo.de. Kết quả ra sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.